Theo tôi thì những cái người rapper đó, những cái người rapper không chân chính, họ đã nghĩ sai về cái văn hóa hip hop. Rap không có nghĩa phải bận. Tôi nghĩ là mình là những cái thanh niên trẻ tuổi thì nên có những cái bài hát có nội dung trong sáng và lành mạnh. Có như vậy thì mọi người mới hiểu đúng về và hiểu đúng và quan niệm đúng về cái nghệ thuật hip hop. Em nghe anh ơi. Ôi đi mẹ là đi hút cần á. Ok mày. Hút pin. Đi mẹ. Hút pin. Đi mẹ. Hút pin. Đi mẹ hút pin. Hút pin. Đi mẹ. Hút pin. Đi mẹ. Hút pin. Đi mẹ hút pin. Hút một đi bà pin bay lên tận ốc. Fuck her inside hết rồi nhìn thấy tao khóc lóc được sắp bitch. You know the west coast. Hút cần là đi nhau. Thì ta vẫn sống lâu. Và bay lên trên cao. Cùng tao hút chung một beat rồi không biết nhà ở đâu. Yeah. I came for the same. Phúc Du đấy trời. Bật nhạc 50 Cent, tao phê, tao bày mất sẵn. Motherfucker, loser, step out the way. Mẹ cho thêm bên vào đây cho gì. Tao là đam xe tay hút cân sống mãi. Làm mày thờ hãi nhìn thấy mắt em nhỏ dãi. Phải đấy. Sống mà bú dãi. Sống mà thì hộ cái đi mẹ. Không có tao thì lấy đâu pin cho chúng mày hút. Nhìn thấy tao thì hãy cút. Đừng có lén lút. Trên bài sau lưng chỉ cần một phút tao cho cả nhà mày lụt. Tao đang phê pin và đang bay trên đê. Và hãy nhớ một cái tên, tao là Nam CP hút pin. Đáng ghét vãi lột thề đi mỡ. Thôi 2:22 rồi. Ủa đúng 2:22 rồi. Rụt dê cái lồn, bố mày mệt rồi. Không,